Vào sáng hôm 17 tháng 10, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu gạo định hướng đến năm 2030. Tinh thần của kế hoạch là tập trung giữ gìn và khai thác những thị trường sẵn có, chứ không mở rộng thêm thị trường mới. Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020 định hướng năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 7 năm nay. Tại hội nghị triển khai chiến lược tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu cho biết, hiện tại các thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam cơ bản đã được mở rộng. Vấn đề là làm sao giữ gìn, khai thác phát triển được những thị trường này. Mặt khác, một trong những mục tiêu chính của kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu gạo là điều chỉnh giảm dần lượng gạo hàng hóa xuất khẩu, nhưng tăng giá trị xuất khẩu theo lộ trình cụ thể. Đến năm 2020 thì là xác định là lượng gạo sẽ đạt khoảng 4,5 đến 5 triệu tấn và trị giá bình quân khoảng từ 2,2 đến 3 tỷ. Tức là mặc dù phải giảm về lượng nhưng mà cái mức độ vẫn tương đương như cái giai đoạn xuất khẩu hiện nay. Và đến cái năm 2030 thì trị giá xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì và ổn định và tăng khoảng 2,3 đến 2,5 tỷ đô, trong khi lượng thì giảm về khoảng 4 triệu tấn. Ngoài ra, đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết, mục tiêu của ngành gạo Việt Nam đến năm 2020, định hướng năm 2030, còn phải giảm dần tỷ trọng gạo phẩm cấp thấp, trung bình, tăng tỷ lệ gạo phẩm cấp cao và gạo có giá trị gia tăng, tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp và mang thương hiệu Việt Nam, v.v.